F0 miền Tây tăng cao trở lại. Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở nhiều tỉnh miền Tây tăng cao trở lại, cụ thể là Cà Mau thêm 527 F0 mới. Trong đó, thành phố Cà Mau có số ca mắc cao nhất với 194 trường hợp. Trong ngày, 67 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tiền Giang ghi nhận 294 ca dương tính, 596 ca điều trị khỏi và không trường hợp tử vong. Bến Tre thêm 170 ca mới, tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng. 23 người điều trị khỏi, trong ngày thêm 1 ca tử vong. Bạc Liêu thêm 143 ca mắc mới, 94 F0 cộng đồng, 53 ca bình phục, không ghi nhận trường hợp tử vong. Vĩnh Long thêm 114 ca mắc COVID-19 mới, 52 ca cộng đồng, điều trị khỏi 14 ca, 3 trường hợp tử vong. Cần Thơ thêm 47 ca nhiễm SARS-CoV-2, 7 người điều trị khỏi, 1 bệnh nhân tử vong. Hậu Giang ghi nhận 39 ca mắc mới, 37 ca cộng đồng, điều trị khỏi 55, không ca nào tử vong. Đồng Tháp thêm 30 ca dương tính, cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận 48.035 ca mắc mới. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị 2.656, trong đó 63 ca nặng và rất nặng. Trong ngày, một bệnh nhân tử vong, Sóc Trăng ghi nhận 11 ca dương tính, điều trị khỏi 7 và không ghi nhận trường hợp tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.